Và đây là ngày thứ 6 trong 100 ngày chơi Toilet Tower Defense. Trong 100 ngày này tôi sẽ kiếm toàn bộ unit của tựa game cũng như là leo lên top bảng xếp hạng thế giới để lấy cho mình con unit upgrade Titan Drillman. Trời ơi, đã gần một tuần rồi mà tôi vẫn chưa ra một clip nào với Toilet Tower Defense. Rất là xin lỗi anh em luôn với những người đang chờ đợi video của tôi, bởi vì bây giờ tôi đang phải làm cái video vua sao bam ở bên những hình chính của mình ấy. Ấy rồi lâu lắm rồi không vào Toilet Tower Defense, không biết là đang có update gì nhỉ. Chúng ta có Astro với giá là 499 Robux, tôi sẽ mua nó. Ai không mua được, hình như là do Roblox bị lỗi nè, tôi vẫn không thể mua được. Bình thường các bạn ơi, lên là bây giờ tôi sẽ lên skippydog.net để đặt về hai con Astro Titan nha. Và nếu các bạn không biết ấy, thì hiện tại trên skippydog.net đang có sự kiện khuyến mãi 40%, tức là các bạn nạp 100 cành các bạn sẽ nhận được 40 cành. Hay không đấy, nghe là tích liền đấy nhá. Link skippydog.net sẽ nằm ở bên dưới phần bình luận của video này, nhớ ấn vào đấy nha, tất cả mọi thứ luôn. Ok anh em ơi, đấy thì hiện tại tôi đã nhận được hai con Astro ở trong hộp tư. Đó là từ skippydog.net đây. Đấy, giá phải rẻ bèo luôn. Xem, ở đây cũng có mấy cái bạn gửi tặng cho mình vài con unit này. Ok, rất là cảm ơn các bạn luôn á. Ờ, bà gửi mình nhòn mà. Bunny Great kèm với đó là 40 kim cương. Damn, ok, các bạn có biết tại sao tôi lại mua hai con Astro không? Bởi vì một con là tôi sẽ dùng để chơi và một con là tôi sẽ tặng cho một bạn nào may mắn comment xuống dưới cái video này một lời chúc bất kỳ, kèm theo đó là cái tên game của bạn. Thế nha, và đừng quên ấn vào cả nút like đấy. Và nếu các bạn không ấn nút like là tỷ lệ may mắn của các bạn sẽ bị giảm xuống cực mạnh đấy. Nhớ nha anh em. Ok, còn nếu bạn nào mà không tin vào sự may mắn của bản thân thì có thể lên thẳng skippydog.net luôn nha, vì đang có sự kiện khuyến mãi 40% đấy. Yes sir. Ôi, bây giờ tôi sẽ trang bị con Astro này và đem test thử trước nhỉ. Ok các bạn ơi, tôi đã có mặt ở trong map Egg Island. Hiện tại là cái sự kiện này cũng sắp kết thúc rồi. Mình tranh thủ cày tí kim cương. Rồi mình sẽ đặt cái con Microwave Man này nhá. Cái con này tầm đánh của nó là khá là rộng, kèm theo đó là cái sức sát thương của nó tương đối là ngon đúng không? 250 dam này, cooldown 0.5 giây. Ok, kèm theo đó là cái khả năng AOE, cái sức thương rất là ngon, ép đầu game bẻ ổn đấy. Ok. Mình sẽ cố gắng kiếm tiền để mua con Astro Upgrade Titan Cameraman này. Con này có DPS 57.000, khá là khỏe đúng không nào. Rồi các bạn ơi, hiện tại chúng ta đang có một con nữa mình muốn test, nó chính là cái con Ohio Cameraman này. Con này thì cũng có trong sự kiện Ohio, nhưng mà không biết nó có mạnh không. Gray chắc không mạnh lắm đâu. Nó được 10.000 đam cơ mà. À 10.000 DPS. Ôi, nói chung là dùng để đấu game thôi. Ok, rồi đặt con Astro nhá. Ôi giời, Astro nó cầm một cái tay máy này. Đó, nó có một kẹp, một cái kẹp máy. Đúng hơn một cái kẹp điện đúng không? Đấy, cái tay nó kìa. Ôi. Đấy, con này như là có kỹ năng nằm chậm ấy anh em ơi. Tôi thấy nó có slow 60% luôn, vãi cả rồi, 60% á. Ui, mẹ các bạn nhiều toilet này chạy chậm vãi. Đêm, đây có phải là điểm sức mạnh đặc biệt của Astro không nhỉ? Hình như 60% là cao hơn cả Toxic mà. Toxic hình như có 25% làm chậm thôi anh em ơi. Em tính ra là Green Laser cũng không có nhiều làm chậm đến mức này đâu. Mà hình như con này làm chậm diện rộng ấy. Ui, con Astro được khỏe quá ta. Em cảm nhận đầu tiên của tôi chính là con Astro này nó khỏe kinh khủng luôn. Nó có kỹ năng làm chậm nhá, đam của nó cũng to nhá, khoảng độ 11.000 đam. Kèm theo đó là nó có cái khả năng gây đam diện rộng. Cũng không hẳn là quá rộng đâu, nhưng mà nó gây đam theo một cái vùng ấy, Splash. Ok, ôi mẹ, cái 60% làm chậm này hơi bị OP đấy. Tính ra mấy con Green Laser cũng không phải làm chậm được nhiều như này. Con này rất là đáng mua nha anh em. Con này cực kỳ đáng mua luôn. Nếu mà anh em đang có tiền ấy, thì hãy tranh thủ mua nó ngay. Ôi mẹ, con này khỏe hơn Toxic chắc luôn. Oh my god, game có vẻ hơi bị xịn chỉ mà cho chúng ta mỗi con giá rẻ mà lại còn ngon như này nhá. Con này chắc chắn là khỏe hơn mấy con Toxic rồi. Mấy con UTC các thứ không thể bằng được Astro. Đêm, phải nó quá mạnh luôn ấy. Con này giá khá là rẻ đấy nhá. Anh em nào tranh thủ có tiền thì hãy mua nó ngay đi. Đó, hiện tại thì tôi đang ở trong marketplace và các bạn nhìn này. Ôi cái server này sao mà nó nhiều hyper đấy nhở. Ê, ui nó đếm hyper của đêm bán về giá 22k này. Sao thằng này nhiều hyper ấy. Uầy, ước gì tôi cũng có một con. Oh my god anh em ơi, tôi đang thắc mắc là liệu con Astro ấy có thể cầm để đi NS mod không. Mình check từ bảng xếp hạng này, lâu không check thì thấy là các bạn, anh em thế giới chơi đến màn thứ 120. Vai cả rồi, 120 way. Đủ luôn. Rồi tôi sẽ trang bị con Astro nhá. Ok,
kèm theo đó là một vài con godly các thứ. Ok, vào thử test nào, test nha anh em. Rồi Astro rất là hot nhưng mà chúng ta không thể mua nó ở ngày đầu game được. MOA thứ 40 nha anh em ơi. Quay này là có một con mod cực kỳ khó chịu ấy. Con này là Glitch Toilet. Để liệu cái con Astro chúng ta có thể đấy ơi, bé Glitch Toilet 1 triệu 5 máu. Nhìn mà con này ghét thật đấy. Nhưng mà các bạn thấy không, nó đang bị làm chậm kìa. Ok, bây giờ đang là quay thứ 49. Mà để chuẩn bị cho cái quay thứ 50 thì mình sẽ đặt ra một con clock. Đấy nha, quay thứ 50 rồi này. Bây giờ mình chỉ có hai con Godly và hai con Astro. Ok, Giant Smooth Toilet 6 triệu 7 máu. Oh my god. Cũng trâu, nói chung là cũng trâu. Không biết là anh ấy có thể sống được bao lâu. Nhưng mà nhìn thấy cái con Clockman này, mình có thể dùng được Time Stop này. Kèm với đó là stun của Godly. Rồi, chờ nó ra cái tầm giữa này, chắc mình sẽ Time Stop cái. Ok, Time Stop. Máu tụt kìa. Oh my god, tụt nhanh hơn cả tụt quần luôn. Không có cơ hội đánh trả ấy. Buồn thế anh bạn ơi, skip một nhá. Đấy, con boss này không phải là một mối đe dọa với mình rồi. Nó không phải là một cái gì đó quá là to lớn như mấy con Glitch. Nó chỉ là cái trâu hơn tí thôi. Nó giống mấy con quái bình thường mà. Các bạn thấy không, sự kết hợp độc đáo giữa Astro và Godly. Nó có khả năng vừa làm choáng vừa làm chậm rất là hiệu quả. Đấy em, một con Godly nó stun 5 giây sau con Astro nó làm chậm 60%. Cái con First Skeleton Toilet này nó không có khả năng phản kháng luôn. 12 triệu máu của nó đi trong tích tắc. Damn. Xong nhờ, con boss mà này đã kết thúc. Rồi, chúng ta đến với con boss mà thứ 70, Giant Turkey Toilet. Con này nó có một cái skill cực kỳ khó chịu ấy. Đó chính là nó sẽ bắn laser làm choáng diện rộng, ngưng động thời gian. Rồi, 22 triệu máu đánh không biết bao giờ mới xong. Đầu vai luôn, mình để một bầy Godly mà đánh còn không thấm. Ôi, cái màn này lạ quá các bạn ơi. Có cái con boss là đua cargo toilet, nó có máu là 6 triệu. Trong khi một cái con Ulysses bên cạnh nó ấy là 13 triệu máu cơ. Ủa ấy, cái màn này làm sao vậy ta? Cái con đua cargo ấy lãi nhở. 6 triệu máu. Quái nào mà mình còn không thấy con boss ở đâu cơ. Nó bé quá à. Đâu ta? Không thấy. Lạ nhở. Boss gì mà yếu này. Sao boss màn 80 nó lại yếu như thế nhở. 6 triệu máu đánh tí là chết còn gì nữa. Ok, chúng ta có những cái con kinh khủng hơn nhá. Bên cạnh nhở, 13 triệu máu con. Trời ơi, boss gì đấy. Có boss mình chết trước luôn cơ mà. Vãi cả linh hồn. Mấy con này nó còn trâu hơn của boss. Đem các bạn ơi, có khi nào mấy con này mới là mối đe dọa thật sự với màn này không? 13 triệu máu một con. Mà hiện tại đang còn 10 con. Vãi cả linh hồn. Ui, con cả linh Glitch Toilet kìa. Vãi. Nếu mà sống ra một con là chắc chắn là tôi sẽ thua rồi. May quá có làm chậm của Astro. Làm chậm 60% thì Glitch gọi nó bằng bố. Xong nhá. Rồi, chờ mấy con này chết bớt rồi. 4 con, 3 con, 2 con. Sời. Quá đơn giản luôn. Miễn không phải Glitch thì chúng mày không là gì hết. Quay thứ 90 rồi anh em ơi. Liệu chúng ta sẽ có thể phá đảo được đến quay thứ 120 trên bảng xếp hạng không? Nếu mà phá đảo được ấy, mẹ lên bảng xếp hạng. Lấy luôn Upgrade Titan Realman luôn. Cái đéo gì cơ. 85 triệu máu. Cái gì? Hình như nhầm không? 85 triệu máu á? What? Quay thứ 90 của con boss 85 triệu máu. Wow, cái quay thứ 80 cái con boss đua cargo ấy nó chỉ có 6 triệu máu thôi. Và quay thứ 90 là có con boss 85 triệu máu. Ai, cái linh hồn. Trời ơi, tôi gánh hơi sớm rồi. Thế mà cứ nghĩ là mình sẽ có thể lên được bảng xếp hạng cơ. Nhưng mà nhìn cái con boss này xong là mạng trí nó bắt đầu nặng. Nhìn con boss này thấy bắt đầu nặng rồi. Có vẻ như Godly là chưa đủ. Các bạn ơi, Godly là chưa đủ. Mình cần thêm một con nào đấy sát thương to hơn. Nhưng mà ở trong game này, con nào có sát thương to hơn Godly hả? Chỉ có thể là Hyper Upgrade. Con đây tên là gì nhỉ? Hyper. Con Hyper tên đầy đủ đó là gì nhỉ? Hyper Upgrade Titan Speakerman. Đấy, rồi, nhớ rồi. Rồi, và một con nữa, nó chính là con Upgrade. Đúng không? Đó là như là Upgrade Titan Drillman. Mình nhớ là thế. Chỉ có đúng hai con đấy thôi. Nhưng mà con hai con đấy thì kiếm từ gì nhỉ?
Hiện tại thì mình thấy con khả thi nhất có thể kiếm được là con Hyper Upgrade Titan Speckerman. Con đấy con đam to đúng không? Không biết là liệu có hiệu quả hơn là Overly không. Nhưng mà hiện tại nhìn cái lượng đam mà chúng ta có thể gây ra cho cái con Broken Heart Torrent này là không ổn lắm. 85 triệu máu mà đánh từ nãy giờ nó vẫn còn 10 triệu máu này. Ai cần linh hồn, từ cái lúc mà tôi bật time stop lên nhá là cách đây 100 giây rồi. Vãi cả trường, châu whitebot thứ 9, bot 90 mà nó châu như thế này thì tự hỏi bot thứ 100, 110, 120 nó sẽ châu như thế nào. Không biết ở đây đã có các bạn nào đến được cái màn thứ 110, 120 chưa thì các bạn hãy bình luận xuống bên dưới để cho tôi biết là cái bot này nó châu mức nào nhá. Rồi, anyway thứ 95. Ê, một con click toilet sổng chuông. Chết tôi các bạn ơi. Chết tôi, Astro nó không làm chạm kim. Vãi. Stop bro. Stop. No. 110 của tôi à. Chúng ta đã hạ cánh ở quay thứ 94 với 99 phút 26 giây. Xịt xoát vai trưởng luôn. Tại sao lại thế nhờ? Tưởng Astro phải làm chậm từ đầu đến cuối chứ. Ôi cay vãi các bạn ơi. Chúng ta đã kẹt lại ở quay thứ 94. Vãi các bạn ơi. Có vẻ mục tiêu lên bảng xếp hạng thế giới của mình đang rất là xa vời. Phải nói là NS mod cực kỳ khó luôn. Oh my god. Rất là khó luôn. Phải nói là game cực kỳ khó luôn. Và đó là ngày thứ 6 của chúng ta. Bây giờ tôi sẽ đi làm vua spam tiếp đây các bạn ơi. Bye bye và hẹn gặp lại.